Thưa quý vị, lệnh ngừng bắn đơn phương tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận ở Ukraine kể từ trưa ngày 6 tháng 1 theo giờ Moscow, tức chiều nay theo giờ Việt Nam. Hãng tin TASS của Nga đưa tin lệnh ngừng bắn đã được thực hiện và sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 7 tháng 1. Trước đó, ngày 5 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine từ 12 giờ ngày 6 tháng 1 tới ngày 24 giờ ngày 7 tháng 1, theo giờ địa phương, nhân dịp lễ Giáng sinh của người theo chính thông giáo ở Nga và Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã khước từ thực hiện các bước đi tương tự. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Yonhap, Quốc hội Hàn Quốc hôm nay đã thông qua kiến nghị gia hạn thêm 10 ngày cuộc điều tra của Quốc hội về thảm kịch dẫm đạp xảy ra ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul. Kiến nghị gia hạn cuộc điều tra về thảm kịch dẫm đạp ở Itaewon được Quốc hội Hàn Quốc thông qua một ngày sau khi Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập đạt thỏa thuận về kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2023. Trước đó, nhiều ý kiến chỉ trích cuộc điều tra bị trì hoãn do Quốc hội giải quyết vấn đề ngân sách. Cuộc điều tra kéo dài 45 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 7 tháng 1, nay được gia hạn đến ngày 17 tháng 1 năm 2023. Ủy ban đặc biệt phụ trách cuộc điều tra có thể tổ chức các phiên điều trần bổ sung vào tuần tới. Chủ tịch Quốc hội ông Kim Jin-pyo đã yêu cầu ủy ban này nỗ lực làm sáng tỏ sự thật về thảm kịch Itaewon và đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai. Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BPOC đã bơm 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 290 triệu đô la Mỹ để duy trì thanh khoản trong hệ thống ngân hàng nước này. Tân Hoa Xã đưa tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã thực hiện thỏa thuận mua lại đảo ngược trị giá 2 tỷ nhân dân tệ, lãi suất ấn định ở mức 2%. Mua lại đảo ngược là quy trình mà theo đó Ngân hàng Trung ương sẽ đấu thầu để mua các chứng khoán từ các ngân hàng thương mại, kèm thỏa thuận bán lại trong tương lai. Theo Reuters, PBOC cũng đã thực hiện đợt rút tiền hàng tuần có giá trị cao kỷ lục. Cụ thể, với các thỏa thuận mua lại đảo ngược trị giá 386 tỷ nhân dân tệ đến hạn trong ngày 6 tháng 1 và thỏa thuận mới trị giá 2 tỷ nhân dân tệ, PBOC đã rút dòng 384 tỷ nhân dân tệ trong ngày 6 tháng 1. Dự kiến lượng tiền mặt dòng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc rút về trong tuần đạt mức kỷ lục 1.601 tỷ nhân dân tệ. Trong diễn biến liên quan theo hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc, ngày 6 tháng 1, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng giá lên mức 6,8912 nhân dân tệ đổi được 1 đô la Mỹ. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12, Ấn Độ chính thức đảm nhận chức chủ tịch G20. Đây được cho là cơ hội và là phép thử để chính quyền ông Narendra Modi thúc đẩy tham vọng thay đổi trật tự thế giới, vốn được hình thành từ sau Thế chiến thứ hai. Quan điểm của Ấn Độ là xem xét lại ưu thế của phương Tây và đẩy mạnh mục tiêu Ấn Độ trên hết, biến mình thành cường quốc sau gần 100 năm độc lập kể từ năm 1947. Một cơ hội vàng để Ấn Độ đẩy nhanh quá trình sắp đặt lại hệ thống quốc tế. Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã theo đuổi mục tiêu này từ nhiều năm qua nhằm giảm bớt ảnh hưởng của phương Tây. Để đạt được mục tiêu này, Ấn Độ phải chinh phục thế giới bằng cách đưa Ấn Độ giáo và truyền thống Ấn Độ đến với cộng đồng quốc tế. Tôi muốn bảo đảm rằng nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ sẽ mang lại tính bao trùm, tham vọng, quyết đoán và hướng vào các hành động cụ thể. Cùng với nỗ lực của mọi quốc gia, chúng ta có thể biến hội nghị thượng đỉnh G20 thành chất xúc tác cho tăng trưởng toàn cầu. Gần đây, Tổng thống Ukraine đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Ấn Độ để thực hiện một công thức hòa bình, chấm dứt xung đột do chính ông đề ra. Thủ tướng Modi cũng một lần nữa nhấn mạnh Ấn Độ ủng hộ bất kỳ nỗ lực hòa bình nào, nhưng hiện vẫn giữ quan điểm trung lập về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ấn Độ luôn hướng tới hòa bình. Nếu để làm điều gì đó cho hòa bình, Ấn Độ luôn là nước đầu tiên lên tiếng. Vì vậy, thật tuyệt vời khi chúng tôi tham gia vào tiến trình này. Chúng tôi luôn có một mối quan hệ tốt với Nga. Trước đây, chúng tôi không mấy quan tâm nhiều đến sự tham gia của đất nước trên trường quốc tế. Tôi rất tự hào vì chúng tôi không bị lu mờ bởi một số khác biệt. Đối với vị trí chủ tịch luân phiên G20, Ấn Độ dự định tập hợp các quốc gia phía Nam và tự coi mình là người phát ngôn, thậm chí là người bảo vệ các nước đang phát triển.
chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã đẩy mạnh ngoại giao vaccine trong đại dịch COVID-19, cung cấp hàng triệu liều vaccine cho châu Phi và Nam Á. Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục vận động các quốc gia giàu có tài trợ thêm cho các nước nghèo khi đối mặt với biến đổi khí hậu, nguy cơ suy thoái kinh tế đang cận kề. Điều này cũng sẽ giúp Ấn Độ có khả năng tự tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng của chính mình. Vì vậy, kinh tế và trật tự quốc tế dự kiến sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ấn Độ là một trong số ít nước có thể quan hệ với tất cả các bên. Điều này giúp Ấn Độ kết nối với những bên đối đầu nhau. Đó là một trong những lý do khiến ảnh hưởng của New Delhi ngày càng tăng trong G20. Bất chấp tình trạng căng thẳng song phương, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar đã đề xuất lôi kéo Trung Quốc. Ông nhận định Bắc Kinh và New Delhi có lợi thế chung khi đối mặt với phương Tây, cho dù đó là để duy trì sức mạnh và sự ổn định của Nga hay để chống lại chủ nghĩa tôn giáo chính thống, thì lợi ích của họ luôn hội tụ. Phương Tây không bình luận gì về tham vọng của Ấn Độ, song những động thái vừa qua đã cho thấy có một sự khích lệ không nhỏ dành cho đất nước tỷ dân này. Pháp đã mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ sau khi ông Emmanuel Macron lên nắm quyền. Hai nước đang hợp tác trong sứ mệnh giám sát ở Ấn Độ Dương. Tháng 6 năm 2022, Liên minh châu Âu đã khởi động lại các cuộc đàm phán với Ấn Độ để đi đến một hiệp định thương mại tự do vào năm 2024. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Quốc gia Uzbekistan ngày 6 tháng 1 thông báo đã bắt giữ 4 người trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến 19 ca trẻ em tử vong sau khi uống thuốc ho của hãng Marion Biotech. Hai trong số những người bị bắt giữ là nhân viên cấp cao của Trung tâm Tiêu chuẩn Dược phẩm, người đã cắt giảm các thủ tục kiểm nghiệm theo quy định đối với thuốc ho Doc1Max, và hai người còn lại là lãnh đạo công ty Quamax Medical nhập khẩu thuốc của Marion Biotech. Trước đó, thì ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người tử vong liên quan đến Doc1Max, Marion Biotech cho biết đã ngừng sản xuất loại thuốc ho này. Bộ Y tế Uzbekistan cho biết thuốc ho Doc1Max có chứa thành phần độc tính là ethylene glycol với hàm lượng cao hơn tiêu chuẩn dành cho trẻ em. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì Trung Quốc sẽ mở cửa với thế giới vào ngày 8 tháng 1. Hiện các doanh nghiệp ở Bali, Indonesia đang hoàn tất các công tác để chuẩn bị đón du khách Trung Quốc, một trong những nguồn khách du lịch lớn nhất của đất nước vạn đảo này. Trong khi một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ yêu cầu xét nghiệm đối với khách đến từ Trung Quốc, thì các nước Đông Nam Á như Campuchia, Singapore và Indonesia đều không áp dụng biện pháp này. Hội đồng Du lịch Indonesia cho biết hòn đảo du lịch Bali sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước các rủi ro về COVID-19. Những người làm dịch vụ du lịch sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường trong tháng này. Đa phần những người làm trong ngành dịch vụ du lịch của Indonesia đều bày tỏ sự hào hứng với sự quay lại của du khách Trung Quốc. Có những lo lắng về tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đa phần đều tin tưởng rằng chính phủ sẽ có những biện pháp tốt nhất để giữ an toàn cho người dân. Trung Quốc là một trong những nguồn khách du lịch lớn nhất của Indonesia, đặc biệt là đảo Bali. Gần 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến nước này vào năm 2019. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.